Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các bị can Trần Văn Sĩ và Đặng Thị Hàn Ni bồi thường thiệt hại 300-500 tỷ đồng. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại của mình, bà Nguyễn Phương Hằng phải đưa ra những chứng từ, hóa đơn, tài liệu chứng minh về thiệt hại mà mình đã phải chịu như đã được quy định trong nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu không thể đưa ra đầy đủ thì yêu cầu của bà Hằng sẽ bị đánh giá là không có căn cứ. Tòa án sẽ chỉ xem xét dựa trên các chứng cứ thực tế hiện có để xác định về mức bồi thường thiệt hại mà bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ phải chịu. Ngày 13 tháng 10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 3407 UBNDTH về việc kiểm tra xử lý thông tin về việc 200 căn hộ chung cư mini xây sai phép ở ngoại thành Hà Nội. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất kiểm tra, làm rõ thông tin về công trình chung cư cao cấp My House tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền. Theo tờ Guardian, bão Bolaven mạnh lên nhanh chóng, một phần do nhiệt độ bề mặt nước biển rất ấm. Với nhiệt độ ở phía Tây Thái Bình Dương, hiện có xu hướng cao hơn mức trung bình khoảng 1-3 độ C. Khi khí hậu tiếp tục ấm lên, có thể sẽ có nhiều cơn bão được hình thành với tốc độ chóng mặt trong tương lai. Hiện bão Bolaven suy yếu khi di chuyển về hướng Bắc Mỹ, tàn dư của bão sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng vào tuần tới. Trận giao hữu tuyển Việt Nam và tuyển Uzbekistan sẽ đá trên sân không khán giả, cũng như không có truyền thông tác nghiệp, chỉ để phục vụ chuyên môn của hai đội bóng. Việc được thi đấu trên sân không khán giả, không truyền thông với tuyển Uzbekistan sẽ là cơ hội để ông Chu Jie điều chỉnh lại chiến thuật, lối chơi và nhân sự của mình sau trận thua 0-2 trước tuyển Trung Quốc mới đây.